Cô chào cả lớp. Chúng em chào cô ạ. Các em đã học bài tập về nhà chưa? Rồi ạ. Nè, bạn làm rồi á? Tất nhiên rồi. Sao lạ vậy? Sao lại lạ? Bình thường tớ thấy bạn có làm đâu, thế mà hôm nay lại có ạ. Tớ làm rồi mà hôm nay á, tớ chắc chắn kiểu gì cũng cô cũng chấm cho tớ 10 điểm đấy. Thôi ghê chưa? Yêu vậy. Nộp vở đi con. Thôi của em đây ạ. Tốt lắm, để cô chấm điểm nha. Vâng ạ. Em Tuyết hôm nay có tự giác đấy. Cô ơi cô, ngày nào em cũng tự giác mà. Tôi thấy mỗi hôm nay à? Sao lại mỗi hôm nay? Mọi ngày tôi vẫn tự giác đấy thôi. Tự giác gì mà tự giác? Mọi khi cô giáo kiểm tra bài cũ cứ giấu em này. Mặc kệ tớ. Lần này rồi bạn sẽ sáng mắt về trình độ học tập của tớ cho mà xem. Wow, bí quyết gì vậy? Tớ sẽ không nói cho bạn biết đâu. Cô ơi cô, bài của em làm đúng chưa ạ? Tuyết đúng không? Vâng ạ, em làm đúng không cô? Uầy, làm đúng hết này. Vâng ạ. Cô bài sạch sẽ nữa. Vâng, em không làm sai đâu mà. Cô ơi xong chưa cô, trả điểm đi cô. Của em được mấy điểm ạ? Lan này. Ấy, có biết là được mấy nhỉ? Xong rồi. Dạ. Tuyết. Vâng. 10 điểm. Wow, lần này à, em làm tốt đấy, cố gắng phát huy nha. Cô ơi, 10 điểm đây. Thế của em. Lan. Là cũng được 9 hay 10? 6 điểm. Tại sao lại như thế được nhỉ? Mà khi bạn toàn hay điểm thấp hơn tớ á. Coi cô em làm đúng hết đúng không cô? Tuyết làm đúng hết, còn Lan á, xem lại đi nha. Lần này á, hơi bị sai nhiều đấy. Thấy chưa, học kém lại còn đổi. Nào, dạ. Chúng ta chú ý lên trên bảng nha. Và lấy giấy ra kiểm tra 15 phút này. Cô sao lại kiểm tra 15 phút? Kiểm tra 15 phút? Các em đã có điểm 15 phút đâu mà. Cô, hay là ngày mai đi cô? Không, luôn bây cô giờ cô sắp xếp hết rồi. Ngày mai là chậm lịch của nhà trường đấy. Đúng ạ. Lấy giấy bút ra đi. Thôi xong rồi. Làm bài kiểm tra 15 phút ở trên lớp, làm sao mà mình biết làm. Thôi để kệ vậy. Lại kiểm tra 15 phút rồi. Nhưng mà bạn cùng bàn mình á, dạo này học giỏi ghê ấy. Ý mình xin chép bài là được. Tuyết là Tuyết. Gì đấy? Lát đi, bạn cho tớ chép bài với nhá. Sao tớ phải cho bạn chép? Tại vì tớ thấy dạo này bạn học giỏi, bạn hay được điểm 10 á. Thực ra tớ được điểm 10 nhưng mà đấy là tớ không cho bạn chép được đâu. Được làm đi. Thôi nhưng mà chúng mình ngồi cùng bàn mà. Lát á, tớ cho kẹo này cho bim bim á. Nhưng mà thôi để tớ xem tớ làm được không đã. Nếu mà tớ làm được á thì tớ mới cho chép nhá. Rồi, ok, bạn nhớ đấy nhá. Ok, tớ biết rồi. Trật tự xem nào. Các cô, các cậu có định làm bài không? Oh, nhìn no. Lên bảng đây này. Rồi, cả lớp mình chú ý này. Dạ. Đề bài thì cô đã ra xong rồi. Đấy, các em hãy làm những cái bài này cho cô nha. Nhớ là không được sử dụng tài liệu, không được quay cóp. Nhìn bài của nhau nhớ chưa? Vâng ạ. Cô mà phát hiện ra ai á, là không điểm luôn, không phải làm bài nữa. Vâng ạ. Rồi, cả lớp mình bây giờ trật tự làm bài đi. Này tớ bảo ơi, cô giáo bảo là không được xem bài của bạn cơ kìa. Nhưng mà lúc nào cô giáo không để ý thì bạn cho tớ xem một tí cũng được mà. Không được đâu, bạn tự làm đi. Nhưng mà khó. Kệ. Nào, sao bạn cứ xem bài của tớ thế? Tớ nhìn một tí thôi, cô làm gì mà ghê thế nhở? Tớ không cho xem. Em thưa cô, bạn Lan cứ nhìn bài của em à. Không phải đâu cô, em nhìn cái bảng mà cô. Rõ ràng là bạn Lan nhìn bài của em. Không có cô ạ. Có mà cô. Lan, dạ. Cô đã dặn như thế nào rồi? Đó không được quay cóp với người của nhau cơ mà. Em có nhìn đâu cô, em nhìn lên bảng mà. Cô ơi, bạn Lan cứ nhìn bài của em. Thôi được rồi, cả em nữa. Vâng ạ. Không cho bạn nhìn bài. Vâng. Tập trung làm bài đi. Cô mà để cô nhắc một lần nữa là không điểm luôn nhá. Vâng ạ. Tới thấy chưa? Bực ghê, chưa gì đã mách rồi. Mà hay là mình chưa có quà gì hối lộ cho bạn Tuyết nên là bạn ấy mách nhỉ? Ý, mình cũng mang mà. Nè, Tuyết này Tuyết, tớ bảo. Gì ơi? Tớ cho bạn cái này. Nhìn gì? Nhìn này, thấy không? Wow, cái hamburger. Ui, thấy không? Trứng chiên à. Ồ, bánh bao nè.
hamburger. Ngon thế. Ngon không? Đẹp không? Nhưng mà bạn cho tớ à? Tớ cho bạn đấy, nhưng mà bạn cho tớ xem một đáp án nhá. Cho bạn xem á? Ừ. Bây giờ mà mình cho bạn Lan xem thì lỡ mà bạn ấy phát hiện ra mình sử dụng sách sau nói với cô thì sao? Này, thôi, tớ không ăn đâu, bạn ăn đi. Sao lại không ăn ngon thế này cơ mà? Con cũng thích mà. Hay là cái này đi, kẹo dâu nhá. Wow! Đẹp không? Quả dâu tây á. Ừ. Nhưng mà thôi, này, tớ không ăn đâu. Bạn đừng có mà hối lộ tớ đi, tớ mách cô rồi. Thế sao? Bạn thích mà, hay là kẹo mắt? Không, tớ mách cô nhá. Ê, thôi. Đấy, thế tự làm đi. Không ăn thì thôi vậy. Làm gì mà căng, làm gì mà phải mách. Nhớ đấy. Đừng có mà nhìn bài của tớ nhá, tớ không cho xem đâu. Tớ không thèm nhá. Bảo bối của mình đâu rồi? Ý. Này bạn nhìn gì đấy? Tớ nhìn đâu mà nhìn, bạn thấy tớ nhìn lúc nào? Tớ cứ thấy à, bạn liếc mắt sang đây này. Không nhá, tớ đang ngắm cô giáo á. Cái gì kìa, trên trần nhà kìa. Có gì đâu. Chả có cái gì đâu mà. Đáp án quá là dễ luôn, trời ơi. Phép thứ hai nè. 7 x 5 cộng 3. Trang nào ấy nhở? Tuyết. Thứ hai là hữu gì đấy em? À em tập trung làm bài đi. Em xem đồng hồ cô ạ, em xem là sắp hết 15 phút chưa ạ? Gần hết rồi đấy. Vâng ạ. Còn 2 phút nữa thôi. Vâng. Ấy. Cô ơi cô đừng nhìn xuống đây để em làm nốt đã. 9 x 6 này. Đâu nhở? Hôm trước mình thấy cái trang đấy rồi mà. À. Câu 2 nữa là được. Ừ. 9 x 6 cộng 13. Lan. Dạ. Em làm cái gì đấy? Hả? Em còn nhìn đây là lần thứ 2 cô nhắc em rồi đấy. Cô đã bảo như nào? Một lần nữa là cô cho 0 điểm. Em muốn 0 điểm không? Em không mà. Làm bài thì dạo này học hành hơi bị chảnh mảng. Lại còn nhìn bài của bạn nữa. Em nhờ học tập bạn Tuyết kia kìa. Vâng ạ, em biết rồi cô ạ. Một lần nữa thôi nhá. Nhanh lên, còn 2 phút nữa thôi. Ủa, còn 2 phút nữa hả cô? Mình còn chưa làm xong nữa. Thấy chưa? Học tập bạn Tuyết kia kìa. Nhanh lên. Thì học tập bạn Tuyết phải cho chép bài chứ. Cô có bảo là cho chép bài đâu. Không làm nhanh lên á, tí nữa cô phạt cho biết luôn. Bị còn một điểm á. Còn 2 câu chưa làm xong. Tớ sắp xong rồi. Đấy. Xong rồi. Tên tới tên. Cô ơi cô, thu bài đi cô, em xong rồi ạ. Các bạn xong chưa? Hết giờ rồi. Em xong rồi ạ. Bài của em ạ. Ok. Đây bài của em ạ. Rồi. Được rồi, cả lớp mình giải lao 10 phút nha. Để cô chấm bài, lát nữa cô vào cô sẽ trả bài luôn. Vâng ạ. Hãy đi chơi đi, đi chơi đi. Không đi. Đã không cho chép bài rồi lại còn rủ đi chơi. Bạn Tuyết đúng là đồ xấu tính mà. Bực ê, Lan. Đang ăn kẹo à? Tớ xin một cái. Sao lại xin? Lúc nãy tớ cho cả hộp còn không thèm cơ mà. Hồi nãy tớ đang bận làm bài thì tớ có thời gian kẹo đâu. Cho tớ một cái ốp la cái kia. Không bao giờ nhá, lúc nãy không cho tớ chép bài thì tớ không cho ăn kẹo đâu. Thôi cho tớ ăn rồi đi mà. Tại sao lúc nãy không cho tớ chép bài? Thì cô bảo là có được cho chép bài đâu thì cô mình... bảo tự làm mà. Thì mình cũng thể giấu tém tém đi. Lúc nãy bạn còn mách tớ cơ. Thì ai bảo bạn cứ xem bài tớ suốt á. Thế mà bây giờ còn vác mặt đến đây để xin tớ ăn kẹo còn lâu. Cho tớ xem cái kẹo con mắt đi. Này xem đi, xem thôi nhá, không cho đâu. Ê, thì tớ cái này. Yeah. Không. Tớ ăn cái này nhá. Nhá. Không bao giờ. Thế nhá. Trời, Kiba nhá. Sao á, đừng có mà xin xem bài của tớ đấy. Không cho ăn thì thôi á, chả thèm. Các em đã ổn định chỗ ngồi chưa? Rồi ạ. Bây giờ cô trả điểm nhá. Vâng. Tiết. Lại được 10. Wow. Cả lớp chúng ta cho bạn Tiết một tràng pháo tay nào. Yeah. Rồi. Còn Lan. Em được mấy hả cô?
3 điểm nha em. Lê 3 điểm. Lại còn ở trong lớp còn hay quay cóp nữa chứ. Đúng rồi. Quay cóp đâu cô, em nhìn bài nhưng mà bạn đâu cho đâu. Không cho xem. Bạn Tuyết như thế là rất là tốt luôn. Vâng ạ. Được rồi. Ở nhà lại bị mềm mắng rồi. Bây giờ cô sẽ mời bạn Tuyết lên đây để chữa bài kiểm tra cho tất cả các bạn cùng xem nha. Bạn Lan chú ý lên bảng đây xem này. Vâng ạ. Cô xem mình sai ở đâu mà còn học hỏi. Tuyết lên đây em. Cô bảo bạn Lan được không ạ? Bạn Lan 3 điểm thì cô mời làm gì? Cô đúng phải mời đấy. Bạn 10 điểm lên đây để chữa bài tập cho tất cả các bạn chứ. Hôm sau các bạn sai chỗ nào còn sửa chỗ đấy. Đúng rồi cô ạ. Em lấy bài kiểm tra lên em chép vào đây đúng không cô? Em tự làm mà thì cần gì phải mang bài kiểm tra lên. Đúng rồi đấy, cần gì đâu. Lên đây em. Vâng. Đây, em làm đi. Cô ơi cô, em... Cả lớp chúng mình cùng nhau chú ý lên bảng nha. Xem bạn Tuyết chữa bài tập đây này. 8 x 4 ạ? 8 x 4... Đây là những bài lúc nãy ở trong bài kiểm tra thôi. Cô ơi cô, hay là em lấy bài kiểm tra em lên chép cho nhanh cô nhá. Tại sao phải chép cho nhanh hả em? Mấy cái này mình tự làm thì cũng lên đây cũng tự làm được như thế thôi mà. Tại vì hồi nãy em mất hẳn 15 phút để làm bài á cô. Cũng lâu ấy ạ. Thôi em cứ thử như thế làm đi. 8 x 4 bằng 3. Sai. Em... Lan ơi! Làm đi em, gọi bạn Lan làm gì? Bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu đây? Chiêu, nhìn này, có được 3 điểm, sai té khói thế này, con hỏi bài tớ. Không hỏi bài bạn, tự làm đi em. Ôi nhưng mà em... Nào, 8 x 4 bằng bao nhiêu? Bây giờ lại còn... Đáp án này đúng chưa? Chắc chắn chưa? Rồi à. Oh no. Trời ơi. Cô. Mấy cái này em không biết làm à. Tại sao không biết làm? Lúc nãy em làm được 10 điểm cơ mà. Em... Tại sao? Tại sao bây giờ lên trên bảng lại không làm được? Cô ơi... Còn phải đi hỏi bài của các bạn nữa. Em... Trời ơi. Bài này sai, bài này cũng sai luôn. Sai hết luôn cô ạ. Em thấy không đúng thế nào trong bài kiểm tra luôn á. Thế tại sao lúc nãy làm được, bây giờ lại không làm được? Em giải thích cho cô. Ôi cô ơi, em phát hiện ra một điều bí mật của bạn Tuyết rồi cô ạ. Điều gì? Đây là quyển sách giải. Thì ra là bạn xem ở trong quyển sách giải đúng không? Lấy ra một tối nào. Thì tớ thấy bạn nhét ở đây, tớ thấy lộ lên tớ biết thôi. Em giải thích như thế nào về cái sách giải như ở trong cặp em? Thưa cô, đây sách này không phải của em đâu ạ. Thế của ai? Của ai mà lại ở trong ba lô của em hả? Cô ơi, có đáp án giống bài kiểm tra luôn này cô. Lan. À, cô hiểu rồi. Lúc nãy ở dưới kia em làm được 10 điểm là do sử dụng sách giải. Còn bây giờ cô gọi em lên bảng, những cái bài này y hệt cái bài ở trong bài kiểm tra mà em không làm được. Như thế này á, còn không bằng bạn Lan. Thế này lúc nãy á, lên mặt với tớ cô. Cô không cô gì hết. Em xin lỗi cô, em biết lỗi rồi ạ. Từ nay em sẽ không như thế nữa. Thế em hãy nói với cô, có phải là bài tập về nhà em cũng sử dụng sách giải đúng không? Vâng ạ. Tại vì em học rõ toàn được bị điểm kém, thế nên là em mới sử dụng sách giải ạ. Tuyết, cô nói em này, khi em sử dụng sách giải, em được điểm 10, thì điểm 10 đấy là của sách giải, làm gì phải của em đâu. Nhưng mà như thế thì cô sẽ tuyên dương em trước lớp, về bố mẹ em sẽ rất là vui. Tuyên dương đấy là khi cô không biết, còn bây giờ cô biết rồi, cô sẽ tịch thu sách giải và cô sẽ thu hồi lại 2 điểm 10 mà cô đã cho em. Cô... Ngoài ra cô sẽ gọi phụ huynh của em lên đây để nói chuyện trực tiếp với cô. Cô đừng mà, bố mẹ em sẽ mắng em á. Cô thế bây giờ em thử nghĩ xem, lúc đi vào phòng thi em không có sách giải thì em được mấy điểm? Sách giải có mang đi được vào phòng thi hay không? Không ạ. Em chỉ chép như thế. Cô nói thật với em, các em lớp 1, lớp 2 ở ngoài kia, các em ấy cũng chép được, các em ấy cũng được điểm 10. Nhưng mà kiến thức của các em đấy làm gì có, đúng không? Không ạ. Học là học cho mình,
chứ không phải là học để lấy điểm 10. Em nhiều hiểu chưa? Cô ơi cô, em xin lỗi cô. Cô đừng gọi bố mẹ em lên cô nhá. Em sợ bị bố mẹ mắng lắm ạ. Thôi được rồi, em về chỗ đi. Gọi phụ huynh thì cô có thể là châm trước, lần này không gọi. Nhưng mà 2 điểm 10 thì cô tất nhiên là phải thu hồi rồi. Vâng ạ. Lần sau cô mà phát hiện được một sách giải tất cả các môn nào đấy thì cô sẽ gọi phụ huynh, không nhân nhượng nữa, em nhớ chưa? Vâng ạ. Mang đây sách giải cho cô. Em nộp cho cô ạ. Cả lớp mình nha, không được ai sử dụng quyển sách này, nhớ chưa? Vâng ạ. Được rồi, thôi bây giờ tập trung lên bảng để là vào bài mới. Vâng ạ. Nè, điểm 10 này, mang về nhóm bếp.